thứ tư toàn thể các thể chương trình của chúng ta sẽ được bắt đầu trong phút nữa, và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay chúng ta có thể tìm hiểu được rất nhiều nội dung trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin mời tất cả các sinh viên của các trường đại học chúng ta nhanh chóng di chuyển về phía sân khấu để chúng ta theo dõi một số nội dung mà chúng ta cần biết trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi vẫn xin được cảm ơn các bạn đã đến đây cũng như tham dự chương trình. Đầu ao. Cũng có thể là giúp các bạn học hỏi